Xin chào tất cả mọi người. Nắng rất là đẹp ha. Hôm nay là thứ hai. Ngày hôm nay bên đây là lễ quốc ngày lễ Labor Day, cho nên là tất cả mọi người được nghỉ. Thì bây giờ mình chuẩn bị cho hai đứa nhỏ nhà mình ra ngoài bờ hồ để cắm trại. Hôm trước nói là sẽ mua lều cho hai đứa nhỏ đó, thì người ta đã giao cách đây mấy hôm rồi, nhưng mà cuối tuần hơi mưa, cho nên là giờ tới ngày hôm nay mới cắm trại đây. Ok, mình đi thôi nha. Bo, xin chào đi con. Bo giơ tay chào. Rồi đi đi, hai đứa đi nè. Đi từ từ thôi, chạy từ từ, Bo nhìn kỹ nha. Chắc nữa. Tụi mình dự định là sẽ cắm ở trên cái đồi dưới mấy cái bóng cây cho nó mát, rồi chơi tới tối. Tính là đốt lửa trại nữa đó, nhưng mà để coi coi sao. Hôm nay nhiệt độ cao nhất ở bên đây sẽ là 29 độ C, cho nên là nhiệt độ lý tưởng để chơi ngoài trời. Cắm trại gần nhà tiện đó mọi người. Giờ mình ra mình giúp mấy đứa nhỏ cắm xong cái lều xong rồi mình sẽ vô trong nhà làm đồ ăn trưa. Hôm nay nhà mình định ăn spaghetti. Kia có cái sọt rác á, ai ra đây uống nước rồi bỏ cái chai nước nè. Cái bỏ chai nước đây nè. Con lụm con bỏ vô cái sọt rác màu orange đằng kia đi. Cảm ơn Bo nha. Giờ tới chiều là mấy bạn nhỏ sẽ cắm trại xong rồi chơi với ngỗng nè. Jackson no nha con. Dạ, Bo bây giờ con muốn cắm ở chỗ nào? Con muốn cắm ở đâu? Đây hả? Đây được không? Dạ được. Jack no. Con ở đây con dùm, con phải dùm chừng rác nha. Rác thì con bỏ vô cái thùng nữa nha. Giờ cắm ở đâu? Ở đây hả? Phụ em nè Bin. Mấy con ngỗng này nó lẩn quẩn đây nó suốt luôn á. Mấy bữa nay nó còn tới nhiều hơn là mấy tuần trước nữa. Bo con ở đây con dùm chừng, con không có cho Jack đuổi, con kéo áo xuống, không có cho Jack đuổi mấy con ngỗng nha. Rác thì con bỏ vô cái sọt rác đằng kia. Ok, cái lều nhỏ xíu vậy chứ mà Amazon nó bán 33 hay là 34 đô gì đó đó. Nhưng mà có hình các hành tinh. Bo rất là thích các hành tinh trong hệ mặt trời, cho nên là mới chọn mua cái lều này. Con đừng có chỉ tùm lum, con đưa cho hai pin đó, để hai pin gắn vô. Ý ngay đây có cái cành cây khô nha. Jack thích không con? Jack, are you happy? Ôi thương quá con kìa. Anh biết đi Jack đó. Cái cửa có chưa? Con thấy chưa?
Được chưa? Thích không? Thích. Dạ thích. Nguyên cũng mình lấy sau đi. Ủa lấy sau làm gì? Để ngủ đây. Ngủ được không? Được. Chắc là ngủ đây không? Không, được. Hả? Chết gì? Con nói cái gì for kids? For kids mà mẹ. Ừ thì con nói con ngủ đây. Con nói con ngủ đây mà. Ê, hello. Sao con đóng cửa lại vậy? Chắc chắc không muốn vô không? Không, được. Thế vậy? Ờ, for kids mà. Vậy giờ sao? Giờ con ngủ đây hả? Thì kiếm bốn cái cục đá tấn cái bốn đầu lại chứ thôi gió thà gió bay là nó bay luôn xuống dưới hồ á. Con mở cửa ra đi. Rồi con được chưa? Coi con mẹ em lấy giùm đi. Lấy cái gì? Bên đi vô đây bên. Bên vô em nè, chưa thử coi. Nó kêu gọi Morgan kìa. Morgan, con muốn call Morgan hả? Nhưng mà mẹ đâu có phone number của Morgan. Morgan là ai? Who is Morgan? I don't know. Ê, mất cỡ. Bye bye mẹ, con ngủ em. Con ngủ hả? Lấy sau đi. Lấy sau chi? Con chắc là con ngủ đây không? Không. Không mà con kêu lấy sau cho con ngủ đây cái gì? Tự tin. Lấy mấy cục đá để tấn lại bên. Chết đi nè. Rồi không hiểu là mẹ với mấy anh làm gì luôn á. Đó. Cái lèo xong rồi đó. Thấy thương không? Giờ à, mình ngồi để giữ lều mấy đứa nhỏ nó vô nhà lấy thêm đồ. Bo nó đòi ngủ ở đây nè. Lều nhỏ xíu à, này lều dành cho nít chứ không phải lều của người lớn. Đó, xong cái lều đó thấy chưa? Lều nhỏ xíu à. Lều này của em bé chứ không phải lều của người lớn. Nè, chắc nè. Ngồi sát bên nè. Kêu anh vô mà nó không có vô đó, anh thấy lạ quá là nó không có vô. Trời trong xanh, nắng long lanh, gió mát rượi. Ngồi đây hồi đi chiều chắc là sẽ thấy đoàn tàu xa lửa chạy ngang. Chắc thích không con? Mấy ngỗng nó chui xuống ở cái góc đằng kia trời. Con làm gì mắc cười kìa, con dọn nhà ra đây luôn hay gì? Con dọn nhà ra đây hả? Con phải mở dép ở bên ngoài, chứ không thôi đất nó vô là dơ đó. Nè, trời gió dữ lắm cho nên là phải lấy mấy cái cục gỗ để tấn cái lều lại, chứ không thôi bay luôn xuống hồ á. Gì mới làm chỉnh chỉnh bên kia. Coi nè. Mấy con ngỗng nó bơi hết bên kia rồi đó. Chỉ chiều chiều nó cũng lại à. Ấn cái gì tùm lum ở trong đó vậy? Mở ra coi. Sao vậy con? Sao vậy? Bim sao? Con đi đâu hả? Con đi đâu hả? Mày nói mình đi ra đi. Tại sao con không cho mình chơi? Cho mình chưa biết rồi. Bên sao? Chưa biết rồi. Chưa biết hả? Nhưng mà giờ con, bây giờ mẹ đi vô mẹ nấu cơm. Bây giờ con không có để Bên ở đây chơi với con. Rồi Bên đi vô với mẹ nha. Con đi mình con. Con mẹ nói con phải cho Bin chơi với con chứ.
Con cho Pin chơi con chứ, Pin ở đây Pin chơi con mà. Ê mình, ê ở trong kho mình có cái tấm bạc nào lớn lớn không ta, trải xung quanh á, có không Pin thấy có không? Mình không á, lấy mấy cái ghế ra ngồi này nè, để mày đi vô mẹ nấu cơm cái rồi mẹ đi đem mang đồ ăn ra cho. Trời ơi gì giờ đánh lộn rồi bay. Đánh lộn không? Hồi sập lều á nha. Con phải cho Pin chơi chứ. Tại sao con buồn? Nổ. Cái lều nó nổ. Tại sao nó nổ? Pin sao? Pin trong rồi. Con phải cho Pin chơi chứ. Vậy rồi Pin ngồi ở đâu? Ngồi ở trên kia. Đi vô bên chạy bộ nha. Ở đây mình với mẹ nha. Ở mẹ, đây một mình nha. Mẹ đi vô mẹ nấu cơm đó. Phải nấu cơm chứ. Vậy rồi giờ sao? Giờ con ở đây mình được không? Trời nóng mà lấy mà làm gì? Có mà lạnh quá. Không lạnh. Lạnh. Đi ra. Vậy Pin đi vô với mẹ nha. Pin đi ra là Pin đi vô với mẹ mà. Giờ Pin đi chạy bộ, con ở đây con chơi. Rắc đi vô với mẹ nấu cơm. Chút khi mẹ mang cơm ra cho con nha. Nếu mệt làm gì? Nếu mệt để làm gì? Ngủ hả? Con muốn ngủ đây hả? Bây giờ mẹ đi vô mẹ nấu cơm nha. Mẹ nấu cơm mà mẹ nướng thịt mẹ đem ra cho con nha. Ok, bye, con ở đây con chơi Pin nha. Dạ, Pin. Ủa, Pin ở đây chơi với con mà sao con đuổi Pin ra? Con vẫn còn chỗ để con nằm trong đó mà. Chắc, đâu sai. Trời ơi, con có chắc. Được không, lắm. Được không, được không? Không. Không được. Không được, Pin. Đánh lộn rồi, cái leo. Rồi, khóc rồi, tới nữa.